Mẹ Hoàng Thị Lự thì có hai con, quê ở Đô Lương, Nghệ An, đã hy sinh. Đến lúc 110 tuổi ấy, thì mẹ mới nhận được hài cốt của một người con sau 51 năm. Và còn một người nữa thì vẫn chưa tìm được hài cốt. Hai người con của mẹ thì hy sinh cách nhau chỉ có 2 ngày thôi. Rồi sau đó thì mẹ đã ra đi, không còn thời gian để tìm được. Cái phần mộ hài cốt của người con thứ hai. Và mẹ đã mang đi theo cả cái câu hỏi chưa có câu trả lời về đất mẹ mà ám ảnh tất cả chúng ta. Có lẽ cái nỗi đau mất mát lớn mà nhiều gia đình trải qua chiến tranh là nhận được thông tin con qua cái giấy báo tử. Cách đây 2 hôm tôi ở nghĩa trang liệt sĩ ở chỗ Lào Việt Nam đấy, gần 12.000 ngôi mộ nhưng mà có 7.000 ngôi mộ là thiếu thông tin, không xác định được. Nhiều gia đình thì vẫn ngày đêm mòn mỏi lấy những cái thông tin trên tờ giấy đã bạc màu, chữ đã mờ để đi nhờ tìm thông tin giải mã với hy vọng là tìm thấy người thân của mình. Tôi đề nghị là tất cả chúng ta nói chung và các ông chí làm công việc trực tiếp này thì với tất cả cái tình cảm của mình, với tất cả cái trách nhiệm của mình, với cái sự trăn trở của mình và xem như là người thân trong gia đình mình để làm cái công việc này thì có lẽ nói gọn là như vậy. Và đấy là cái thể hiện cái sự tri ân và biết ơn sâu nặng nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì cái sự phồn vinh của đất nước, vì sự ấm no của nhân dân.